Chào tất cả quý khách hàng, hôm nay lên clip để giới thiệu với anh em một số hàng nha. Trước khi đi vào nội dung chính thì nói về hình thức và giá của từng sản phẩm. Về hình thức bán hàng thì anh em có xài tài khoản trên điện thoại thì mình chuyển khoản, còn không thì nhận hàng trả tiền bình thường nha mọi người, gọi là ship code đó. Điều quan trọng nhất khi anh em mua hàng là xem, nghe, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chốt hàng. Anh em xem, nghe, suy nghĩ kỹ coi món hàng này như thế nào, xuất xứ từ đâu, công dụng ra sao, có sử dụng được hay không, có phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình hay không, phù hợp với túi tiền mình hay không, rồi hãy liên hệ đặt hàng nha mọi người. Đừng có gấp nha, cứ xem cho kỹ rồi suy nghĩ từ từ. Mọi chi tiết đều có mô tả trong video hết, cho nên anh em cứ xem, nghe kỹ rồi anh em sẽ biết tất cả. Cho nên là mình không cần phải gọi hay là nhắn tin để hỏi nha. Mình nghe kỹ là mình biết hết rồi. Khi anh em chốt hàng thì qua số điện thoại, qua tin nhắn, SMS, qua Zalo, không chốt hàng qua phần bình luận. Số điện thoại sử dụng Zalo luôn, mình có để trên màn hình video nè, trên tiêu đề và trong phần mô tả luôn. Cho nên là anh em liên hệ qua số điện thoại, không chốt hàng qua phần bình luận nha mọi người. Còn về cái giá thì đã bao gồm phí vận chuyển hết. Anh em mua hàng thì chỉ trả đúng số tiền ghi trên từng sản phẩm thôi, và mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì sẽ được giảm 30.000 đồng. Ví dụ anh em mua món đầu tiên là 200, món thứ hai là 200, hai món còn lại là 400 thì anh em được giảm 30.000 đồng, là còn 370.000 đồng. Mua 3 món thì còn 540, 4 món thì còn 701. Đó, như vậy. Tức là bắt đầu từ món thứ hai thì sẽ được giảm 30.000 đồng nha. Anh em mua hàng thì lưu ý là chốt đúng mã thì mình giao mới đúng hàng được. Xem kỹ, nghe kỹ rồi chốt đúng mã nha mọi người, không chốt hàng qua phường lận, anh em lưu ý. Còn về cái quỹ lá lành đùm lá rách thì đây mình có theo dõi trên sổ nè, khi nào có anh em nào đóng góp hoặc là có cái nguồn chi thì trên 1 triệu thì sẽ quay clip, còn dưới 1 triệu thì sẽ công bố để cho anh em nắm nha. Bây giờ không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, mình vào nội dung chính luôn nha. Đang quay clip mà nhà kế bên nó nhậu hát karaoke ồn quá mọi người. Rồi, có một số anh em yêu cầu lên nón thì mình lên nón nha mọi người. Bắt đầu là mã số 1 nha, mã số 1 nè. Này còn cũng không có nhiều mọi người, mã này thì còn có một mã thôi. Nên là bán cho nó hết luôn. Giá 190.000 nha mọi người. Mã số 1 190.000 gồm có 2 cái. Anh em mua hàng lưu ý xem, nghe, suy nghĩ kỹ nha. Ví dụ như mã này nè, mình bán mã số 1 190.000 là 2 cái như thế này. Mà không biết anh em nghe sao mà anh em vẫn nhắn tin hỏi lại là ví dụ mã số 1 190.000 là mấy cái đó. Hỏi nhiều cái nó vô lý lắm. Cho nên là anh em xem rồi nghe rồi suy nghĩ cho kỹ rồi mình hãy mua hàng nha. 190.000 gồm có 2 cái. Cái thứ nhất là hình thần bài nè. Đó. Đeo vô đội thì cũng rất là ngầu nha mọi người. Hình này nó có in hình ông địa nè. Mấy cái hình ông địa này thì chắc chắn 100% là không phải hàng ông địa chính hãng thôi. Hàng này sản xuất tại Việt Nam thôi, không phải là ông địa chính hãng rồi, nhưng mà quan trọng là nó đẹp nha mọi người. Nó đẹp, nó chất, chứ cái này mình vô tiệm mình mua thì một cái thì tệ gì cũng 150.000 mọi người. Đó, có tem đầy hết trơn nè, nó chất. Đây, cái khóa cũng có ký hiệu của ông địa luôn. Rất là xịn sò nha mọi người. Rồi bên trong nè. Bên trong chỗ này cũng có cái logo của hàng ông địa luôn. Đó. Rất là đẹp luôn, cái này mà đội lên là ngầu lắm. Ngầu lắm, mà giá hôm nay là hôm trước bán 200, hôm nay là 190.000 thôi nha. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi cái thứ hai thì nó còn đẹp hơn nữa. Nó bằng vải gin đó mọi người. Nè, khóa thì nó cũng y chang, chỗ này nó cũng có dập tên hiệu luôn nè. Ở đây cũng vậy, có tên hiệu luôn. Ở đây có số luôn. 56, còn ngoài này thì có chữ, chữ thì chữ nó thiêu máy á. Đây có logo luôn nè. Đó. Nó làm tưa này chứ không phải bị rách nha mọi người. Làm cái nguyên bản của nó là như vậy chứ không phải bị rách. Bên trong này thì cũng y chang như cái kia nè. Đó. Khá là đẹp nha. Cái này thì còn một mã duy nhất thôi nha. Rồi, mã số 1 như thế này là giá là 190.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 1 190.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi, mã số 2. Mã số 2. Đây. Cái này thì nó y chang như cái kia nha. Y chang như cái kia. Đó, cho nên là không phải giới thiệu nhiều. Bên trong nó có để là 100% cô tông gì đó. Đó. Không phải hàng địa chính hãng nha. 190.000 hai cái, mã số 2 cũng y chang, một cái y chang vậy. Còn cái này thì nó khác chút, cái này thì nó in chữ Gucci nha mọi người. Đó, in chữ Gucci, tem mát đồ còn nhóc hết à. Đó. Chữ nè. Đây. Nó để Made in Italy nhưng mà không phải đâu nha. Không phải hàng chính hãng. Anh em đừng có hy vọng là hàng chính hãng nha.
hàng chính hãng thì một cái 2 triệu anh em chưa được mua được nữa, chứ đừng nói là hai cái bằng 190 nha mọi người. Đó, rồi mã số 2 cũng đồng giá luôn nha, 190.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 2 cũng hai cái luôn nha, anh em xem nghe suy nghĩ kỹ và chốt đúng mã nha, những cái mình nói rồi anh em đừng có hỏi lại nha. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 thì giá nó cao hơn nha mọi người, tại vì hai cái nón này là hai cái nón đẹp không à, hai nón đẹp nó dùng chung cho nên là giá nó cao. Mã số 3 là giá nó 260.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn, 260 nha bao phí vận chuyển hai cái. Đó, cái này thì khỏi phải giới thiệu nhiều nha, tại vì hai cái mã trước đều có và hôm nay là mã nào cũng có nón này, tại nón này nó đẹp cho nên là người ta còn bao nhiêu mình lấy hết mọi người, mình lấy hết nên là nó nhiều hơn. Còn mấy nón này thì nó còn một hai cái thôi, này hình như hai cái nữa là hết nè. Đó, bên trong nó làm rất là đẹp nha, nó hiệu nay nè mọi người, rất là xịn sò. Đó, nón này thì nó đẹp lắm. Đó, nó có độ giãn cho nên là nó resize á mọi người, đầu to đầu nhỏ gì đội cũng vừa hết nha. Đầu to thì nó sẽ giãn ra, nó có gì thun á, đầu to thì nó giãn ra hai cái này đẹp lắm. Mấy anh mà to to con hơi mập mập tí là đeo đội lên là bao đẹp luôn. Rồi mã này mã số 3 nha, 260.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 3 260k bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 thì mắc hơn nữa. Mã số 4 thì cũng một cái y chang vậy nha, cái y chang vậy. Đó, chỗ này cũng có một đĩa đó nè. Mã số 4 là 320.000 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 320.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái nón này nó mắc tiền nè, nón này riêng nó một mình nó lúc trước là bán đã 350.000 đó mọi người, nhưng mà bây giờ là giá nó rẻ, với lại tại vì người ta còn có hai cái đó, hôm trước mình lấy hết bán anh cái à, còn cái ta còn có hai cái cho nên là ta thanh lý giá rẻ mình lấy về mình bán luôn, chứ riêng nó lúc trước là nó giá của nó là 350.000 đó mọi người. Ừ, rất là đẹp nha, hình ống đĩa đây nó thiêu luôn nè, lúc trước cái này thì nó rất là đắt tiền, giải nó rất là dày dặn luôn. À, bên trong nè đó, có hình ống đĩa đầu nhóc hết trơn nè, đây nữa nè đó. Rồi mã này là mã khóa nó nằm đây, có hình luôn nè, có chữ chứ. Rồi giá của nó là 320.000, này là mã số 4 nha mọi người. Nè, mã số 4 320.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Rồi qua mấy cái nón nha mọi người. Rồi tiếp theo là dép nha mọi người. Tiếp theo là dép là mã số 5. Thì Tết tới rồi, anh em thay dép mới cho con em mình nha. Thay dép mới cho con em mình nó mang. Đó, dép này thì có người ở sớm ta ra chợ ta mua rồi, 130.000 một đôi. 130.000 đôi mà trả giá đâu không bớt nữa, ta mới mua về tại vì người ta không có biết mình bán ha. Gần nhà luôn, mà tại vì người ta không biết mình bán cho nên là người ta đã đi mua rồi, về hỏi giá bao nhiêu là 130.000 một đôi nha mọi người. Dép này thì dép Thái nha, dép Lào Thái, dép này nó đã lắm. Dép Lào Thái, dép trẻ em. Dép này thì nó để số 11 nè, số 11. Nhưng mà mình đo chiều dài của nó là được 19 nha mọi người. Anh em đo cái dép cũ của con mình hoặc là cái chân của nó mà đo dép cũ đi cho chắc ăn. À, mình đo chiều dài nó từ đầu tới đuôi là được 19cm nè. 19cm, dép Thái nha. Cái này để giá tiền của bên Thái hay là cái gì mình cũng không biết nữa. Dép cái hiệu đó nè, Adda Superman. Cái gì không phải Superman là Spiderman gì đó. Đó, nó có nhà sản xuất có thương hiệu hết nha mọi người. Đẹp lắm, đã lắm, chất lắm mọi người. Rồi vô là ở dưới đế nè, nó cứng, thấy nó chắc chắn lắm. Một đôi, này là chiều dài 19 nè. Còn đôi này là chiều dài là 20. Chiều dài 20 nha. Số 12 nè, nó dài hơn tí là dài 20. Nên mình mua cho con mình, ví dụ nó mang chiều dài 19 vừa nè. Chiều dài 19 vừa thì nó mang vừa hư đôi này là tới đôi này là vừa luôn nha mọi người. Đó, cho nên là mình mua cái mã này là hợp lệ nè, hợp lý hợp lệ luôn. Giá nó chỉ có 210 thôi nha mọi người. Mã số 5 giá 210.000 mà bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em mà ở gần nhà mình thì mua lại lấy thì trừ được 30.000 phí vận chuyển thì nó rẻ hơn nữa.
này hình hình người người nhện nha mọi người, hình người nhện đẹp lắm. Ví dụ ở gần nhà thì anh em mua hai đôi này chỉ có 180.000 thôi, quá rẻ luôn đúng không? 180.000 là được rồi. Còn cái này do anh em ở xa cho nên là phí vận chuyển với gói hàng là thêm 30.000 nữa. Đây, đôi thứ hai, tức là hai đôi như thế này mọi người, mã số 5 nha, hai đôi. Anh em xem, nghe, suy nghĩ kỹ nha. Anh em nghe rõ thì không có phải hỏi mình là mã số 5 là bao nhiêu đôi. 210.000 là hai đôi, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 cũng vậy, cũng đồng giá luôn, size lớn hơn, vẫn đồng giá. 210.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mấy cái này anh em mua về là đẹp lắm mọi người, cho con mình nó mang đẹp lắm, hình người nhện nè. Đó, mấy đứa con nít thì nó rất thích mấy cái này. Chiều dài của cái đôi này là nó 21, nó mã số 1 rồi. Chiều dài nó cái size để số 1, chiều dài nó là 21 nha. Chiều dài là 21. Còn cái này là để số 2 nè, chiều dài 22. Đó, bự hơn cái mã số 5 chút, mã số 6 này nó to hơn mã số 5 chút nha. Một đôi chiều dài 21, một đôi chiều dài 22. Anh em đo dép cũ của con mình hoặc là mình lấy cái chân đó mình đo, mình ứng sao đó mang cho nó vừa. Rồi, mã số 6 đồng giá luôn, 201 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Rồi tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 cũng đồng giá 201 luôn, một đôi dép lào nè. Nó để số 3 nè. Đó, cũng người nhện, cũng y chang như mấy cái mã kia vậy đó. Spider-Man. Người nhện như vậy đó. Số 3 nó to hơn, chiều dài nó là 22.5. Chiều dài 22.5 nha mọi người. Còn đôi này là chiều dài 22. Anh em nào con mình mang 22 vừa thì mang đôi này, hoặc là mang song song hai đôi luôn cũng được. Đôi này thì nó ngắn hơn tí. Nó ngắn hơn tí cho nên là mình cái đôi dép lào này mình để dành cũng được nha mọi người. Chiều dài của cái đôi này là 22, còn đôi dép lào là 22.5. Để dành cũng được hoặc là mình mang song song cũng được. Cái này là nó để là size số 2 luôn nè. Size số 2, chiều dài nó 22. Còn này số 3 nó 22.5. Đó. Cái này là Batman nè. Cái đôi này nãy giờ chưa mở ra để giới thiệu. Mở ra để giới thiệu. Cũng dép Thái nè mọi người. Giá nó cũng bằng mấy cái đôi kia nè. Made in Thái Lan nè mọi người. Dép Thái nha. Dép Thái thật chứ không phải là dép Thái giả nha mọi người. Ở đây là nó có cái đồ dán. Ví dụ mang mà cái chân của em bé mà nó to quá thì mình có thể là mở ra, nới ra một tí cũng được nha mọi người. Rồi, cặp này cũng 201 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Đó, mã số 7 nha mọi người. Mã số 7 210.000 là hai đôi, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là 200.000. Đó, hai đôi, chiều dài này là 21, size số 1 nè, chiều dài 21, size số 1 nha mọi người. Chiều dài của cái đôi dép này là 21, ngắn hơn cái kia một tí. Đó, giá 200.000, chiều dài 21 nha mọi người. Anh em thay dép cho con mình nó xài. Đó, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Giá này thì đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em hết. Kiểu dáng thì nó tương tự như mấy kia thôi, nó cũng có dáng nè. Rồi quay hai bên nè, Made in Thái Lan đâu nè, y chang hết. Chiều dài thì nó Made in Thái Lan 21, gan mình là nó gần 22 cho nên là đo nó hơi dư tí nè. Không, chiều dài này là 21. Rồi, nói về đây, đẹp lắm nha. Anh em mua về cho con mình nó mang Tết mọi người. Thay dép mới vậy nó. Hai đôi thì cái mã này thì rẻ hơn mã kia là 200.000 thôi. Mã số 8 giá 200, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì nó cũng giống như cái mã số 8 nè. Đôi này giống như mã số 8, chiều dài cũng 21 luôn. Tại vì đây là số 1 nè, chiều dài 21 luôn, cũng Made in Thái Lan. Đôi này thì nó hơi khác một tí cho nên là phải lấy ra để cho anh em xem. Đây, chiều dài cũng 21 luôn. Đôi này kiểu dáng nó khác một tí, cũng Made in Thái Lan nè, thương hiệu nè. Đó, chỗ này là có Spider-Man nè, người nhện. Người nhện nó làm nổi luôn chứ không phải là nó chìm dưới nha mọi người. Gờ là nó cộm tay á. À, cũng tem mát đầy đủ hết nè. Rồi, cái này là giá của nó là 200.000. Mã số 9 nha. Anh em chốt hàng thì nhớ chốt đúng mã. Đúng mã thì mình giao mới đúng hàng. Và anh em lưu ý là xem, nghe, suy nghĩ kỹ.
Mã số 9 gồm có 2 đôi, giá 200 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Này anh em muốn mua mà giá nó rẻ xuống, anh em biết sao, anh em quốc hai mã luôn. Ví dụ anh em quốc mã số 9 với mã số 10 là anh em chỉ trả 370 ngàn thôi mà anh em mua được 4 đôi. Muốn rẻ thì chỉ có đường đó thôi, mình mua nhiều thì nó ít tốn phí vận chuyển thì nó sẽ giảm xuống. Tại vì anh em mua từ sản phẩm thứ hai, sản phẩm thứ nhất là nó đã bao gồm phí vận chuyển rồi, cho nên là anh em mua thêm một mã nữa là mình trừ cái phí vận chuyển ra, cho nên là giá nó sẽ rẻ xuống. Anh em mua vậy thì giá nó sẽ rẻ nha. Tiếp theo là mã số 10, cũng 200 luôn nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Này là số 2 nè. Số 2 thì nó dài hơn, số 2 thường thường là chiều dài nó là 22. Đây. Số 2 của con này thì nó dài hơn này một tí nha mọi người. Số 2 của con này nè là nó dài 21.5. Còn số 2 của con này thì nó dài 22, hơn 22 một chút. Đó, cho nên mang đôi này xong rồi 21 mình mang đôi này, hoặc là mang cùng hai đôi cũng được, nó dư ra chút xíu rồi thì nó rộng rãi, nó dễ nha mọi người. Đó, giá cũng 200 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 10 nè, giá 200 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Anh em lưu ý là chốt hàng thì nhớ chốt đúng mã nha. Đúng mã thì mình giao mới đúng hàng được nha mọi người. Chốt đúng mã, giao đúng hàng và nên xem, nghe, suy nghĩ kỹ rồi mình hãy chốt hàng nha. Đừng có gấp. Tiếp theo, mã số 11, 150 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Một cây chân máy ảnh nha mọi người, chân máy ảnh, máy điện thoại. Mình muốn gắn điện thoại vô mình quay phim thì mình mua cái đồ kẹp á mọi người. Cái đồ kẹp mình gắn vô đây để mình gắn cái điện thoại vô, kẹp điện thoại mình gắn vô. Đó. Cái này thì nó xài cũng khá là đơn giản nha. Bung ba chân ra. Bung ba chân ra rồi là nó giữ cân bằng nè mọi người. Đó. Anh em muốn đưa lên cao thì ở đây nó có đồ dặn nè, xong mình kéo lên. Dặn vừa vừa thôi. Mình dặn quá cái nó tuột ra luôn. Đó, kéo lên xong rồi mình khóa lại. Khóa lại nó cứng nè. Còn mình dặn quá cái mình kéo cái cây này nó lên luôn, lên trên luôn. Đó, rồi mình xả xuống. Rồi. Anh em nhớ xả ra, mình xả vừa vừa thôi nha, xả quá cái nó xức cái này lên trên đây, anh em kéo lên cái mắt không anh em gắn lại. Đó. Kéo lên vừa vừa thôi, mình can nó vừa tới mình siết lại là nó cứng ngắc à. Đó, rồi bỏ xuống. Anh em gắn lên thì gắn cái đầu kẹp điện thoại vô xong thì mình có thể vậy nè. Mình đưa cái đầu kẹp đứng lên thì mình gắn cái điện thoại nằm. Thường thường mình quay YouTube đồ là mình để điện thoại nằm không mọi người. Đó, mình quay. Bẻ lên bẻ xuống, bẻ qua bẻ lại. Đó. Không muốn qua lại thì mình khóa cái này vô là bẻ qua bẻ lại không được nè. Khóa cái này lại nữa. Là nó cứng ngắc à. Đó. Khóa càng chặt thì nó càng cứng. Còn muốn bẻ qua bẻ lại được thì mình xả này ra. Xả ra rồi đưa qua đưa lại. Đó. Đưa qua đưa lại này thì nó chống rung nha mọi người. Nó không có rung, làm cho mình quay phim nó không có rung. Đó. Cách sử dụng cái này thì đơn giản vậy á. Rồi made in da băng đàng hoàng nha, hàng nội địa Nhật nha mọi người. Đây nè, cho anh em xem nè, made in da băng đàng hoàng. Đó. Rồi mấy cái này thì anh em xài thì mình muốn mở ra thì mình dặn ra qua bên trái, mình kéo ra. Kéo ra xong mình dặn qua bên phải, mình siết lại để cho nó giữ cứng lại. Ở dưới đây cũng vậy, dặn qua trái để mình kéo ra. Kéo ra xong dặn qua bên phải khóa lại. Ở dưới đây cũng vậy, dặn qua trái kéo ra, dặn qua phải khóa lại. Nó kéo ra được 3 khúc nha mọi người. 1 khúc nè, 2 khúc nè, 3 khúc với khúc trên nữa là khúc trên của nó nữa là 4 khúc. Rồi thu lại thì cũng vậy, dặn qua trái đẩy vô, dặn qua phải khóa lại. Đây cũng vậy, vịn ở trên này nè, mình vịn trên đây lại nha mọi người. Vịn trên đây lại. Bên đây cũng tương tự, mình muốn mở ra thì mình vịn ở trên đây lại, cố định trên đây lại, mình dặn nó ra. Đó, xong mình dặn lại. Trên đây cũng vậy, dặn ra, kéo. Ở đây cũng vậy. Rồi, tương tự. Bên kia cũng vậy, giá của nó là mã số 11, 150 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 11 nha. Rồi, tiếp theo là mã số 12.
Mã số 12 là hai cái này nó bị lỗi nè, hai cái bị lỗi cho nên là hai cái bán anh em 160.000, về anh em nghiên cứu mình lấy linh kiện hoặc là mình xài cũng được, nó vẫn còn xài được nhưng mà nó thiếu đồ. Ví dụ như cái này nè, là nó còn có một con ốc cái khóa giống vậy nè, để mình đút vô đây mà nó dài, còn cái này nó ngắn mình đút vô không có được, để mình dặn mình siết lại để mình quay qua quay lại không được á, giống như vậy nè, khi mình mở ra nè đó, cái này là mình gục lên gục xuống, cái chỗ này là mình gục lên gục xuống nè, còn mình không muốn mà bẻ lên bẻ xuống thì mình siết cái này cứng lại là không có bẻ được nè, đó hở ra bẻ lên bẻ xuống được nè. Rồi chỗ này là gắn cái đầu kẹp vô nè, còn cái chỗ này là đút ngóc vô để khóa cái này cho nó chặt vô nè, để mình không có xây qua xây lại được nè, nhưng mà cái chỗ này thì nó cũng không cần thiết lắm đó, thì mình tại vì mình quay phim là bắt buộc mình phải xây qua xây lại, còn mình không cần xây qua xây lại thì mình để im thì nó cũng đâu có vấn đề gì đâu. Còn anh em kỹ muốn vậy thì anh em về anh em chế thì mua cái con ốc cái bồ lon nó khoảng hình như là 10 ly quá, anh em đút vô anh em dặn thêm con ốc bên ngoài nữa để anh em chế anh em siết lại, còn không thì cứ để vậy xài bình thường nha mọi người đó, cứ để vậy xài bình thường. Còn cái chỗ này là để nó khóa, để mình kéo lên kéo xuống nè, mở ra nè, kéo cái này lên nè mọi người, siết lại nè, siết lại cứng là không có đẩy xuống được nè, này mở ra để mình đẩy này xuống. Rồi cái này nó đơn giản vậy thôi. Rồi một cái thứ hai này nó cũng bị lỗi, cái thứ hai này thì cái chỗ này nó còn nhưng mà nó gãy nè, nó bị gãy chỗ này đó. Hiện tại thì nó vẫn còn lên xuống được nè, nó vẫn còn, nói chung nó vẫn còn xài được á, mình để thì mình xài để xài tạm tạm được, tại nó vẫn còn dính vô đây nè đó, cho nên là mình xài vẫn bình thường, xài tạm tạm được vẫn bình thường, vẫn lên xuống bình thường, lên xuống thì nó ăn thua cái chỗ này nè, mình siết lại thì nó không lên xuống được thôi, chứ bình thường cái kia thì nó cứng ngắc nè. Còn cái chỗ này là để lắc qua lắc lại á, khóa lắc qua lắc lại, nhưng mà chỗ đó nó bị gãy rồi, cho nên là hai cái này lỗi thì mình bán lỗi, về anh em xài được thì xài không được thì mình để dành để mình lấy linh kiện mọi người. Nhiều khi mình muốn kiếm cái cây này thôi mà không có, còn mấy cái này thì kéo ra kéo vô bình thường rồi. Muốn kiếm linh kiện thì nó cũng rất là khó. Rồi hai cái này là bán cho anh em thanh lý cho anh em giá 160, bả 12 giá 160, coi như là mình bán giá sát mọi người. Sát lỗi, hai cái này là 160.000. Đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn, mã số 12 160.000 nha. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 13. Mã số 13 là cái bình để mình uống cà phê, uống trà gì đó mọi người. Giá 450.000. Rất là đẹp nha. 450.000 mã 13. Cái này thì nó kích thước nó nhỏ cho nên là mình không thể nào uống cà phê đá vẫn được, nhưng mà mình để lượng nước đá nó ít. Còn này để mình uống cà phê nóng, cà phê sữa nóng rồi đó mọi người. Hoặc là uống ngũ cốc Milo rồi đó. Tại vì này nó gọn khô à. Chiều cao là nó khoảng 12 nè. Đường kính miệng là hơn 4.5. Hơn 4.5 nha. Đường kính đáy thì khoảng 8 nè. Nắp còn rất là đẹp luôn. Nói chung là cái này nó còn đẹp lắm nha mọi người. Này Đức nha, của Đức. Hàng sản xuất tại Đức. Nó rất là đẹp nha. Hình nó hoa văn nổi hết nè. Anh em có một cái trong nhà để dành mình uống cà phê đều cũng ngầu lắm. Mấy cái này mà ngày xưa mọi người. Ngày xưa mà bán mà cái nó to to hơn cái này chút xíu nè, là tầm 1.500.000 một cái, tầm 1.500.000 một cái, to to hơn cái này xíu. Cái trên cái nắp này nó làm cũng giống như là hình của một người lính mà đội cái mũ sắt mọi người, giống như người lính mà đội mũ sắt vậy đó, đẹp lắm nha. Còn mấy cái này thì nó làm nổi nè, hoa văn đồ nổi hết, để trưng bày trong nhà hoặc là để mình uống cà phê thì rất là ngầu luôn, có nắp đậy đàng hoàng luôn nha mọi người. À, giá của nó là siêu mềm mại luôn, 450.000 mã 13, 450, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. À, mình thấy vòng trên mạng là không có ai bán cái giá này đâu mọi người, thấy bán ta bán tầm 1.000.000 gái không, nhưng mà tại do cái này nó cái size nhỏ, size to hơn thì giá nó sẽ cao hơn nha, do size này là size nhỏ, 450, size to thì giá nó cao lắm.
mà size này nó gọn, anh em nào thích gọn mình lấy size này vừa đẹp mà vừa vừa gọn nữa nè, đủ để mình xài. Rồi mã 13 nha mọi người, 450.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Tiếp theo mã số 14, mã số 14 là cái đồng hồ nha mọi người, giá 700.000, hiệu của nó nè, đồng hồ này đã qua sử dụng rồi nha, 700 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà nó còn người ta xài kỹ, người ta vẫn còn để trong cái hộp của nó luôn, cái hiệu của nó nè, rồi giấy tờ của nó cũng còn luôn nè. Đó, cái đồng hồ mà giấy tờ hoành tráng không? Rất là hoành tráng luôn nha. Rồi ở đây cái giấy gì nữa nè. Đó, giấy gì kệ nó đi. Ở trong đây nó có là sao mình để gan về cho anh em. Đó, cái hiệu nè. Hiệu trên đồng hồ thì nó trùng nè. GUS. Giá 700 nha mọi người, 3 cốt nè, 6 kim. Đó, 3 cái kim này với 3 cái kim ở trong 3 đồng hồ nhỏ đó, mà 3 kim trong 3 đồng hồ nhỏ mình không có biết sử dụng nha. Hiện tại là nó chạy đúng giờ nè, không có biết sử dụng cho nên là không có chỉnh, anh em nào biết thì về mình chỉnh, chứ cái công dụng của mấy cái kim ở trong là mình không có rành. Cái niềng bên ngoài này mình xây được nha mọi người. Và cái niềng bên ngoài này mình cũng không biết công dụng nó là cái gì luôn nữa. Đồng hồ này cơ bản thì nó còn đẹp, mặt kính thì có trầy nha, mà trầy ít chứ không nhiều, anh em thấy vết trầy không? Đó, ít trầy thì mình vẫn chấp nhận được nha. Còn dây thì dây của nó dây zin. Đồng hồ đã qua sử dụng. Dây zin, dây này thì anh em xài mà nó bằng thép không gỉ, anh em xài hư á, mình có thể mở ra mình thay dây da được không ta? Chắc được á, chắc mở ra thay dây da được, mở dây ra thay dây da được mọi người. Dây này size chắc cỡ 18 quá. Xài hư thì mình có thể thay dây da được. À, lên tay nè, tay mình đeo thì nó chật, thường thường đeo hộ mình phải đeo trên khúc này nè mọi người. Mình đeo nó cứng, nó không đẹp. Hàng chính hãng nha. Chính hãng nó còn nguyên vậy đó. Mặt dưới đáy nè. Đó. Hàng đã qua sử dụng nha mọi người. Rồi để mình đo cái size mặt của nó. Không tính núm là 38,3 nè, còn tính luôn cái núm là với lại cái gù này ra nữa, là nó to lắm, là 41,5. Đó, không tính núm thì mình đo né né quanh đây nè, nó khoảng 38,3. Còn đo luôn cái núm với cái gù bên đây luôn là 41,5 á. Cho anh em xem kỹ lại lần nữa. Hiện tại là nó đang chạy đúng giờ nha mọi người. Rồi. Còn cái hàng đồng hồ là thường thường là người ta đa số là có chống nước hết nè. Nhưng mà hàng đã qua sử dụng là không có bao cái vụ chống nước nha anh em lưu ý. Và bán hàng cho anh em là không có, hàng đã qua sử dụng không có bảo hành gì hết nha mọi người. Hiện tại là nó chạy bình thường thì đảm bảo với anh em tới nhà anh em là nó vẫn còn chạy ok thôi. Chứ mà bao chống nước thì biết sao bao, anh em muốn mà chống nước chắc ăn thì anh em phải ra thợ. Thường thường là mình thấy là ra thợ là nó dán keo á. Mình xài đồng hồ mua cũng 1,5 triệu mà cũng phải ra cho nó chấm keo lại mọi người, cho nó chắc ăn. Thường thường mấy cái đồng hồ là vậy đó. Muốn chống nước là phải chấm keo vô trơn à. Rồi, mã số 14 nha, 700.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 700k nha mọi người, bao phí vận chuyển luôn nha. Tiếp theo, mã số 15. Mã 15 đây, 500.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Một cái ba lô hàng hiệu bằng vải nha mọi người. Mã 15 giá 500 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Một cái túi chứ không phải là cái ba lô nha, cái túi. Túi vải còn rất đẹp nha mọi người. Hiệu Polo nha, hàng hiệu Polo. Hiệu này thì nó cũng khá là đắt tiền. Hàng mới thì nó cũng cao lắm, giá cũng cao lắm nha mọi người. Cao 34 nè, ngang là khoảng 27. Cao 34, ngang khoảng 27, rộng thì đây nè, nó cũng khá là rộng luôn. Anh em đựng đồ vô nhiều là rất là rộng. Rộng là mình đo
từ cái mí này nè, qua cái mí này thôi, còn nó ra tút ngoài thì mình để đồ vô thì nó còn ra nữa. Rộng mà đo hai cái mí này là khoảng 10,5 mọi người, khoảng 10,5. Mình đựng đồ nhiều thì nó rộng ra nữa. Đó, cái này là vô tư luôn, đi học cũng được mọi người, đi học cho con mình nó đi học, đựng tập đồ cũng được, đi học thêm nữa. Hiệu đàng hoàng nha mọi người, câu lạc bộ Polo nha, hàng hiệu Polo thì anh em cũng biết đó, khá là đắt tiền. Ở đây thì nó có một ngăn nè, có thể đựng cái điện thoại được luôn nè. Đó, có thể đựng cái điện thoại được luôn, không đi học thì mình đi làm đi chơi gì cũng được, có điện thoại đựng rất là tiện. Ở đây ngăn nữa, đây cũng có thể đựng điện thoại được luôn, nhưng mà đựng điện thoại ở chỗ này nó có cái đồ dán thì nó sẽ an toàn hơn nha. Rồi bên trong này nó vải giống như vải dù vậy đó. Bây giờ mà hàng vải anh em, không phải là vải là nó rẻ tiền đâu mọi người, vải mà nó vô những cái hàng hiệu nó cũng vài chục triệu như chơi á, hàng hiệu xịn như Dior, Gucci rồi đó là nó cũng vài chục triệu một cái như chơi. Bên trong thì bên trong đây thì một ngăn nè, ngăn ở đây, rồi mấy ngăn đựng đồ linh tinh ở đây nè, như đi học rồi mình để máy tính rồi cũng được nha mọi người. Rồi ở đây để thẻ, để tiền cũng được. Rồi bên ngoài này một ngăn nữa, tức là nó chia ra nè, bên trong là một ngăn lớn nè, mai đây ngăn nhỏ, rồi ngoài này ngăn, rồi mấy ngăn nhỏ ở đây. Đó, cái khu vực này là nó cũng có khá là nhiều ngăn nha, để mình đựng viết, đựng đồ khá là nhiều. Phía sau thì có một ngăn cũng là dán luôn nha, phía sau có một ngăn cũng dán luôn. Rồi ngăn lớn bên trong, ngăn lớn bên trong thì nó có hai cái dây kéo, hai cái đồ kéo chứ không phải là hai dây kéo nha mọi người. Đó, dây đeo gin vẫn còn nha, dây đeo chéo gin nè, vẫn còn. Dây đeo chéo gin người ta để thì nhiều khi nó bị oxy hóa mọi người, nó oxy hóa nó tróc mấy cái nước sơn á. Dây gin vẫn còn. Ngăn lớn thì một ngăn lớn và nó may một thêm một cái ngăn nhỏ nè, nó may miếng vải nè để một cái ngăn nhỏ bên trong này. Rồi hiệu, cái thương hiệu thì nó may đây. Đó, rồi đơn giản vậy thôi, giá rất là mềm mại luôn, 500.000 nha mọi người, bao phí vận chuyển 35, giá 500 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Thật sự là những cái món hàng mình bán thật sự là lời rất là ít. Như nè, cái tát này nó còn luôn nè, cũng không giấu anh em làm gì, người ta bán tới 550, tức là cái chỗ người ta bán mà mình lấy sỉ á, là người ta bán giá 550.000 lận, bán lẻ cho khách hàng á, mà lỡ tới cửa tiệm mua nha là giá 550. Cho nên là bán lời thấp lắm mọi người, rồi bao phí vận chuyển cho anh em nữa, lời không có bao nhiêu. Cho nên là bán hàng nhiều khi lấy những món hàng về á mà bán mà không được á là thanh lý lỗ mọi người. Cho nên là bán đồ nhiều cái không có lời mà còn lỗ á. Bán đôi lúc cũng chán lắm chứ không phải là nó ngon lành, nó lời nhiều như anh em nghĩ đâu. Nhiều khi anh em mua mà anh em trả giá ghê gớm luôn, trả giá mà nhìn thấy ớn luôn á. Một cái túi gì đó 500.000, nhiều khi anh em trả giá 300.000, trả giá vậy anh em nghĩ mình bán không. Rồi cái này là tiếp theo, cái này nha mọi người, mã 16 thanh lý cho anh em luôn, 500, bao phí vận chuyển cho anh em luôn, 500 luôn nha mọi người, 600 lần đó mà hôm nay thanh lý cho anh em luôn, 500.000 luôn. Cái túi này có thể mình đựng đồ đi du lịch hoặc là đi làm đều được hết nha mọi người, đi du lịch, đi công tác ngắn ngày gọn, hoặc là đi làm cũng được luôn, mấy chị em phụ nữ đi làm cũng được luôn nha. Hiệu của nó đây, chữ T, bên ngoài là không có ngăn gì hết nha mọi người. Để mình đo cái thước, cái này là đi dạy, giáo viên đồ đi dạy cũng đẹp luôn. Chiều cao là nó khoảng tầm 20 nha mọi người, chiều cao khoảng tầm 20, chiều ngang là 18 nè, chiều rộng á, rộng là 18. Còn ngang này nè, xe ngang thì nó khoảng 32. Đó, mình đo là đo khu vực phía trên nha, còn độ rộng ở đo dưới chứ, độ rộng ở trên này khoảng 13 thôi. Khoảng tầm 13 thôi. Túi này nó còn đẹp lắm, hàng hiệu luôn nha. Chất bên ngoài là da nha mọi người, cái này là da nè. Còn bên trong là cái nó ngăn nó tập trung vào bên trong thôi. Đó, độn to đùng luôn. Cái này là đựng đồ nhiều mọi người, chủ yếu là đựng quần áo, gọn gọn cũng đi công tác cũng được vài bộ đồ. Cái hiệu nó thì bên trong này, rồi một ngăn có dây kéo ở đây, bên trong là một ngăn lớn và một ngăn nhỏ có dây kéo thôi, một ngăn lớn và một ngăn nhỏ có dây kéo. Ngăn nhỏ thì nó có hiệu luôn nè, chữ tờ luôn.
Rồi, mã số này là mã số 16, hôm nay là giá 500 ngàn nha mọi người. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn, 500k, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Tiếp theo là mã 17. Mã 17 là một cái máy làm bánh mì nha mọi người, hiệu Sanyo, giá 1 triệu 500 ngàn đồng, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Giá 1 triệu 500 ngàn đồng, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Hiệu Sanyo nha mọi người, hình thức thì cơ bản là còn khá là đẹp nha. Ở đây nó bằng nhựa cho nên là mình khỏi phải sợ nó bị mốp. Thường thường là máy làm bánh mì có những cái dòng nó làm bằng chỗ này nó làm bằng thép mọi người, là nó dễ mốp lắm. Sản xuất tại Trung Quốc nè, anh em lưu ý nghe kỹ nha. Made in China, sản xuất tại Trung Quốc. Xài điện 100V, công suất nó là 305W. Cũng khá là ít tốn điện. BSE là sử dụng, tuy sản xuất cho tại Trung Quốc nhưng mà nó sử dụng là sử dụng trong thị trường nội địa Nhật nha mọi người. Cho nên là chất lượng thì anh em yên tâm rồi. Sản xuất là sản xuất năm 2007 nè. Sản xuất 2007. Còn công suất bên đây cái gì nó để 300W là cái gì nữa. Nhiệt độ là lên đến 152 độ C. Rồi nó hướng dẫn cái cách làm bánh nè mọi người, là bao nhiêu bột, bao nhiêu đồ nè. Đó, về anh em có thể tải cái Google dịch, anh em dịch ha. Hoặc là mình lên mạng mình nghiên cứu cái cách làm bánh mì. Này là bánh mì, sandwich chứ không phải bánh mì ổ của mình nha mọi người. Bánh mì sandwich đó. Và nó còn nhiều công dụng khác là nấu súp, nấu đồ được luôn. Cái Sanyo này nó hay là nó có chế độ nấu ăn luôn nha mọi người. Nấu súp, nấu canh gì đó là nó có luôn, nó có chế độ đó luôn. Rồi bên trong, bên trong đây thì nó có một cái cối để mình nâng cái máy cho nó cao cao lên chút nha mọi người. Mình cũng đang xài cái cây quay giống như nãy giờ giới thiệu với anh em vậy đó. Cây quay mà nãy quên lấy cái cây còn xài được ra bán, lấy cây hư để mình xài, tại vì cây hư này nó vẫn còn xài được, mình để tại chỗ quay thì cũng không có cần nhiều lắm. Nãy quên phải lấy cây xài được ra bán được rồi. Thôi để về cho anh em nghiên cứu đi. Rồi, cái cối. Rồi nói về bên trong này trước đi. Cơ bản cũng còn đẹp nha mọi người, còn khá là đẹp trai. Mặc dù sản xuất năm 2007 nhưng mà nó còn đẹp lắm nha. Như vậy là đẹp rồi mọi người. Hàng qua sử dụng mà 2007 mà tới 22 là đến đây là cũng 15 năm mà nó còn vậy là đẹp lắm rồi mọi người. Rồi cái cối nó đây, cái cối thường thường là người ta có một lưỡi à. Còn này nó hai lưỡi luôn mọi người. Rồi bây giờ phải hạ thấp xuống lại. Đó. Cho anh em xem cái cối nè, nó hai lưỡi luôn. Thường thường là ta xài là có một lưỡi à, mà này nó còn hai lưỡi luôn. Cối thì ở trong thì nó cũng có trầy, vài vết trầy nhẹ nha, nhưng mà cơ bản là nước sơn rồi nó vẫn còn đẹp, nó có vài vết trầy nhẹ. Anh em xem thấy bên đây nè, đó anh em thấy hai cái vết trầy nó không, nó trầy thôi chứ nó không có tróc nước sơn nha mọi người, nó trầy thôi chứ nó không có tróc, cơ bản là còn ổn. Phía dưới đáy đây. Đó, cốt đồ còn ngon lành hết nha. Mấy máy nào làm bánh mì này nó ít khi nào mà nó hư lắm mọi người. Còn cái lưỡi này nè, người ta đã có xài gì, hoặc là người ta quăng tới quăng lui gì nó cũng trầy nè. Còn cái lưỡi này thì nó còn nguyên. Hai lưỡi thì nó khác nhau, chắc là công dụng nó khác nhau mọi người. Chắc là công dụng khác á. Lưỡi này nó cao hơn, lưỡi này nó thấp hơn. Rồi, cách xài thì anh em gắn vô. Mở lên, mình để lượng bột trên kênh mình, anh em bấm vô cái tên của mình rồi bấm vô cái kênh của mình, anh em tìm cái video, mình cũng có một số video hướng dẫn cái cách làm bánh mì để lượng bột bao nhiêu mọi người. Nhưng mà lúc trước mình làm máy Siroka với máy Panasonic, không chưa có máy Sanyo này. Đó, còn để cái cối vô thì anh em để xéo nha. À, mới để vô là anh em để xéo nè, xong anh em dặn lại cái là nó mới khóa lại, nó mới cứng nè. Đó. Khóa lại nó mới cứng, anh em đậy lại. Cắm điện là anh em lưu ý là nhớ là điện 100V nha. Điện 100V. Điện 100V tức là xài qua ổn áp đó mọi người. Xài qua ổn áp. Nhiều người bán hàng á, người ta nói là điện 100V nó giật không chết. Nó giật chết chứ sao không chết mọi người, chết đó nha. Anh em lưu ý xài cũng phải kỹ. Chứ đừng có ý mà nói điện 100V nó giật không chết. Một số người ta bán đồ Nhật Bản nè, ta nói điện 100V giật không chết, anh em đừng có tin nha mọi người, đừng có thử, đừng có đùa với tính mạng của mình nha.
nói giật chết á, tại vì người ta đụng á, người ta đụng có một cái mối điện à, đụng mới có cái cực âm không, mà lúc đó người ta thử thì người ta đụng cực dương á, người ta thử người ta mang dép cho nên là nó không có giật. Nhiều ông thợ điện ông ghen, ông làm là ông đâu có cần tắt cầu dao đâu, ông biết á, ông vừa mang dép mà ông nói thì ông nói từ bên, ông đụng có một cộng rồi mà, cho nên là nó không có giật. Chứ mà đụng hai cực một lượt coi, vừa mát vừa dương vừa âm, nó giật mình chết queo luôn. Hoặc là đụng vô mà không mang dép đi thì thấy cảnh liền. Cho nên nhiều khi lên bán mà nói tàu lao rồi cho anh em đùa giỡn với tính mạng là không nên nha. Đó. Ghim điện, anh em ghim điện là cái đồng hồ mình đã chỉnh rồi nè, 14:44, hiện tại mình đang quay là 14:44. Nhưng mà khi mình đăng clip là cái giờ nó khác, cho nên nhiều khi mình nói là nó đang chạy đúng giờ, mà sao anh em đang xem là giờ khác là không phải nha, đâu phải phát trực tiếp đâu mà giờ nó chính xác. Mình đã chỉnh rồi, cái nút này là nút chỉnh giờ nè. Nút này là nút chỉnh phút. Đó, anh em bấm mà giữ nó là nó nháy 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 là bắt đầu mình chỉnh được rồi. À, ví dụ nè. Đó, anh em ấn và giữ là nó nháy nháy là anh em chỉnh được rồi. Nút này nút tắt. Đó, nút này nút tắt nè, nút này nút bắt đầu ha, bắt đầu tắt. Anh em chỉnh cái gì không biết, anh em bấm này là nó về ban đầu, tức là nó tắt. Đó, còn nút này là nút nấu ăn. Nút nấu ăn là để nấu súp nấu độ mọi người. Còn ở đây nó có 3 nút nè. Đó, 3 nút menu để mình chọn, tùy theo mình nấu cái gì mình chọn cái đó. Ví dụ cái này là bột mì nè, mình làm bột mì. Còn đây là bột gạo và bột mì không là cái gì mình cũng không biết. Nó dịch ra là bột mì không. Còn đây là bột mì. Nha. Còn đây ở trên này là bột mì không, ở dưới đây là bột gạo, cho nên là mình nút này bột mì, còn nút này mình xài bột gạo. Còn cái nút này là mình làm mà không có cần để men á, để cho nó lên men tự nhiên á, là mình xài cái menu này ha, xài men tự nhiên là mình xài menu này. Còn anh em về mà không biết cái chữ ở trên đó là chữ gì đó thì anh em tải cái Google dịch về, tức là từng cái chế độ làm bánh á mà mình không biết á thì mình tải Google dịch về. Anh em vô CH Play anh em tải cái phần mềm này về nè. Đó, Google dịch nè. Anh em thấy chữ ở trên cái tên nó Google dịch, anh em đánh vô anh em tải cái đó về. Về rồi xong mình chọn dịch bằng máy ảnh nè. Ngôn ngữ nè. Nó tự động chọn ngôn ngữ, hoặc là mình chọn ở đây là chọn ngôn ngữ tiếng Việt, Nhật nè, Nhật, Việt để mình dịch. Bấm vô đây chọn Nhật, Việt rồi mình kê vô là nó dịch thôi. Nè, ví dụ như cái này nè. Lúa mì, bột mì không như nè. Để em để xa ra một xíu cho anh em xem nè. Lúa mì, men tự nhiên, lúa mì, bột gạo. Đó. Anh em tải Google dịch về, anh em dịch là mấy cái trên đây là nó ra hết nha. Rồi cái chỗ này là lúa mì nha. Này làm bằng bột gạo nè. Rồi bột mì không là cái gì. Chỗ này là men tự nhiên. Còn hai cái nút trên đây là mình phải để men vô. Men vô thì cách làm thì anh em tìm trên YouTube nó nhiều lắm. Ví dụ mình chọn cái này là bằng bột mì đi. Tại thường thường ra chợ bán là ta có bán sẵn bột mì á. Bột mì. Thì dưới đây là nó làm bánh mì kiểu thường nè. Là bánh mì bình thường là bánh mì nè. Bột mì nè. Ngay chân đây là bột mì. À. Rồi bánh mì bình thường. Bánh mì bình thường là ở chỗ này. Rồi qua đây là bánh mì kiểu Pháp. Bánh mì làm nhanh là bánh mì ngay đây nè. Ngay chân chỗ nhiều chữ này là bánh mì nhanh nè. Ví dụ mình bấm qua một cái nè. Để bấm lại nè, đó, chỗ chớp chớp là bình thường đó. Còn đây là bánh mì làm nhanh nè. Rồi qua đây là bánh mì kiểu Pháp, bánh mì gì đó. Về anh em tự dịch rồi mình làm thử mỗi loại á. Mình làm thử rồi mình sẽ từ từ mình sẽ biết. Ví dụ làm bánh mì bình thường là hiện tại là ở đây là 14 giờ nè, 15 giờ. Gần 15 giờ mà làm tới 18 giờ là nó làm khoảng 5 tiếng. Cái này làm 16 giờ. À, khoảng 3 tiếng mấy. Đó, tùy theo cái chế độ. Còn mình không thích mình qua chế độ này là bột gạo nè. Bột gạo là nó nhảy vào bột gạo nè. Đó, bột gạo thì nó có những cái chế độ nè. Làm bình thường là ở trên nè. Rồi mấy phía dưới này thì về anh em kê cái Google dịch lên. Google dịch nhiều khi anh em để trong tối anh em dịch không ra thì anh em dịch cho anh em bật cái đèn LED lên nha. Cái logo của nó nè. Ví dụ anh em đang dịch mà anh em bật cái đèn LED lên nữa. Đó, cho nó sáng, cho nó dịch cho dễ. Chỗ này là bột gạo. Bột gạo thì nó cũng có nhiều chế độ. Là bình thường người làm bánh mì hạt gì nó rất là nhiều. Còn chỗ này là mình chọn men tự nhiên. Chọn men tự nhiên thì nó về ứng với cái menu men tự nhiên nè. Ở đây là làm bình thường nè. Ở đây là làm, ở dưới này làm cái gì nữa đó. Thì anh em tìm hiểu thêm.
Còn bên đây là nút tắt. Ví dụ mình đang chọn mình không thích nè, bấm nút tắt. Đó. Ở đây là đang men tự nhiên nè. Bây giờ mình chọn bột mì, chọn bình thường nè. Chọn bột mì đưa về cái chế độ làm bình thường anh em. Ấn nút bắt đầu. Đó, ấn nút bắt đầu là ở đây nè, anh em thấy nè, nó hoạt động nè. À, khi mà mình để bột đồ vô xong xuôi á, là nó trộn bột xong rồi mình có trộn men đó, rồi nó ủ xong rồi hết quá trình ủ rồi nó mới qua chế độ nướng, cho nên là làm nó lâu lắm. Nướng rồi nó chín bánh, làm lâu lắm. Rồi mình không thích làm nữa thì mình nó quay nè. Tực nè. Lúc đầu thì nó quay chậm như nó, lát nó quay nhanh. Chút xíu nữa. Lúc đầu nó mới khởi động là vậy đó. Đó, từ từ cái nó nhanh lên từ từ. Chút nữa cái nó nhanh hơn nữa. Chút nữa nó quay ào vậy đó, cái nó ngừng một hồi vậy đó. Cái nó quay ào nữa, cái nó ngừng. Nói chung là nó trộn theo cái lập trình của cái máy mọi người. Cái máy này mình thấy người ta lấy người ta đánh chà bông luôn á. Ta để thịt ta luộc xong ta vô đánh cho nó bông ra mọi người, ta làm chà bông á. Mà cái đó mình chưa có làm cho nên là cũng không biết nữa. Thì anh em có sở hữu thì về mình nghiên cứu thêm. Rồi mình đang làm là mình không thích thì bấm nút tắt. Nút tắt nè mọi người. Bấm và giữ nha. Ấn và giữ là nó tắt. Rồi qua cái nút này là nút chế độ nấu ăn. Chế độ nấu ăn thì mình chọn vô nè, là nó hiện qua cái mũi tên qua chế độ nấu ăn nè. Chế độ nấu ăn thì nó có hai cái nè, nấu súp mà nấu gì đó. 1 tiếng 30 phút hoặc là cái gì đó. Thì về mình nghiên cứu thêm, mình cũng chưa có nấu thử bao giờ cho nên là cũng không biết. Rồi, cái này là mã số 17 nha mọi người. Bấm nút hủy. Mã số 17 nè. Giá của nó là 1 triệu 500 ngàn đồng đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 1 triệu rưỡi nha, bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Nó có hai cái lưỡi luôn nha. Có hai cái lưỡi luôn. Rồi cái này là nó trộn bột xong rồi nó ủ rồi nó mới nướng, cho nên là mới ghim nồi vô là nó không có nóng nồi đâu nha mọi người. Nồi nó không có nóng nha, nó vẫn bình thường. Đó, nó nóng khi mà tới nướng nó mới nóng. Còn cái đồng hồ này là không phải nó hết pin nha, do cái loại máy làm bánh mì là vậy đó, khi mình rút điện là đồng hồ nó tắt. Khi mình ghim điện vô là nó cháy. À, nó hiện cái màn hình này lên chứ không phải là nó hết pin nha mọi người. Rồi, qua mã nha. Rồi, hôm nay có tổng số là 17 món giới thiệu đến anh em thấy món hàng nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988 190303. Mình tên Được ở An Giang. Anh em đặt hàng thì lưu ý nè, xem, nghe, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chốt hàng. Anh em xem, nghe, suy nghĩ coi món hàng này như thế nào, công dụng ra sao, xuất xứ từ đâu, có còn sử dụng được hay không, có phù hợp với túi tiền mình hay không, rồi hãy liên hệ đặt hàng nha mọi người. Và anh em nhớ là mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì sẽ được giảm 30.000 đồng, cho nên mình mua càng nhiều món là giá nó càng giảm nha mọi người. Càng nhiều món thì giá càng giảm. Rồi anh em lưu ý là như vậy thôi. Thì chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình cũng như là mua hàng của mình. Anh em xem clip, nếu thấy món hàng nào phù hợp thì mình mua, còn không thì mình xem giải trí cho vui. Xem như vậy là đã ủng hộ mọi người, xem giải trí, vừa giải trí mà cũng vừa ủng hộ mình luôn. Thì chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì rất mong trong thời gian tới thì anh em tiếp tục ủng hộ để mình có động lực để mà đi sưu tầm nhiều món hàng ngon, bổ, rẻ, độc, lạ để phục vụ cho nhu cầu của anh em. Anh em cứ yên tâm mua bên mình là hàng có như thế nào mình sẽ mô tả y chang như vậy. Hàng sản xuất ở Trung Quốc thì nói Trung Quốc, Việt Nam thì nói Việt Nam, hàng mới thì nói hàng mới, hàng si thì nói hàng si. Mình đồng ý thì mình mua, không đồng ý thì thôi, xem cho vui, chứ không có phải mà hàng ở Việt Nam sản xuất mà nói hàng si để bán giá trên trời cho anh em, không có chuyện đó nha. Mình có sao báo cho anh em như vậy để nói chung là thuận mua vừa bán mọi người. Và giá thì anh em cứ yên tâm đi, mình lấy giá bán cho anh em rất là rẻ, cho nên là anh em cứ yên tâm nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo. Tạm biệt, hẹn gặp lại.